Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Ngày hôm nay có những cái thông tin rất là nóng và mới liên quan đến cái vụ của căn nhà số 5, cũng như là những cái tin vui bên phía Hồng Loan quý vị. Tin vui bên phía Hồng Loan và là tin buồn cho bên phía mẹ con cô cháu gái quý vị. Một cái thông tin khá là mới và nóng chị Hồng Loan lên trang cá nhân của mình liên quan đến BH Media. Thì BH Media đã có một cái bài viết chào mừng Hồng Loan đến với BH Media Network. BH Media vô cùng hân hạnh chào đón Hồng Loan, một con người đầy tài năng và tâm huyết, một người không ngừng nỗ lực để tiếp nối di sản nghệ thuật của cha mình, đó là ông cố nghệ sĩ cải lương Huyền Thoại Vũ Linh. Hồng Loan là một cái tên quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc và cải lương Việt Nam. Cô không chỉ sở hữu giọng hát ngọt ngào, sao lắng mà còn mang trong mình một tình yêu mãnh liệt đối với nghệ thuật. Bên cạnh đó, Hồng Loan đã tạo dấu ấn riêng qua các sản phẩm như Hơn Cả Người Thân, Chờ Người, Lời Mẹ Ru. Mới đây nhất thì Hồng Loan đã ra mắt kênh YouTube Vũ Linh Family, nơi lưu giữ những kỷ niệm quý giá, các tác phẩm nghệ thuật của...